Lô, ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả năm ơi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng sau xếp đồ của cao thủ Nghe Mi Tân Chủng Môn Hemmet nha mọi người. Đây anh em à, rồi thì Khải có thấy Nghe Mi đứng ở góc này, Khải cho anh em xem nha. Ok, và sau khi lên Tân Chủng Môn của môn phái Nghe Mi thì chúng ta nhìn sơ qua thì cao thủ này cấp bao nhiêu nha. Anh này thì đang cấp là 125 nha mọi người, có 125 môn phái Nghe Mi. Ngày hôm nay là lên Tân Chủng Môn tháng 9 vừa rồi, tháng 8 vừa rồi chứ. Và đỡ mà chờ đợi đến Tân Chủng Môn tháng mới thì chắc phải tầm 15 ngày sau anh em à, 15 ngày sau mới tiếp tục tháng mới nha, năm là gọi là tháng 9. Và vừa rồi thì Khả đã sau khoảng 8 hợp phái trên cái kênh YouTuber của Khả rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video cùng với Nghe Mi nha. Và ngày hôm nay thì Hemmet đang sở hữu cho mình đó là một cái ngọc bội này mà, có thể nói là một ngọc bội top 1 cá nhân tháng 7. Top 1 cá nhân tháng 7 thì Hemmet đã sở hữu cho mình được một cái ngọc bội tốc độ đánh nội công 40, binh sát 200 và có cho mình là 3 cấp Nghe Mi Trưởng Pháp và 3 cấp Phật Quang Phổ Chiếu. Nói chung ở đây là một cái ngọc bội có thể nói là mắt hoang to. Với ngọc bội này hồi đó Hemmet đấu giá khoảng 30 triệu, tầm 30 triệu quay đầu này mà. Đua top 1 này mà. Và top 1 cá nhân như nào. Anh em có thể theo dõi những video trước thì cao thủ này cũng đã đạt cho mình top 1 cá nhân, thì đã chọn cho mình một cái ngọc bội Nghe Mi Vua Ma Tảo Tượng ngọc khấu cấp 10 như nào. Đó, quá dữ luôn. Nói chung là mắt hoàn toàn như em ơi. Một cây vũ khí có thể nói là một cái ngọc bội mắt ập hoàn toàn. Và nhờ cái ngọc bội này thì anh ta đã dành cho mình được cái Tân Chủng Môn khá là đơn giản luôn em ạ. Nói chung là nhìn sơ qua, điểm sơ qua thì không có Nghe Mi nào mà qua được Nghe Mi này nha nè. Nghe Mi này có thể nói là đồ nó một. Rồi, sau khi lên Tân Chủng Môn thì Nghe Mi này đã có cho mình thêm một cái cây vũ khí chống phái ỷ thương kiếm, tốc độ đánh 30, sát thương 35, sát thương 80% và kháng độc 25 và binh sát nội công 200 điểm. Một cái cây vũ khí khá đẹp mắt nha nè. Đó, dành cho Nghe Mi quá hợp lý luôn nè mà. Vừa kiếm vừa chướng nha nè. Quá dữ luôn. Và cây này hạn sử dụng có thể nói là hơn 20 ngày nha nè. Và bắt đầu Tân Chủng Môn tháng mới thì cây này sẽ hết hạn. Rồi, và tiếp tục là có một con ngựa thôi phiến tay vật tay mà tay vật kim mã kháng cả 4. Con này cũng sau khi lên Tân Chủng Môn sẽ được con này nha nè. Và hạn sử dụng hơn 20 ngày nha. Đó, cây vũ khí và con ngựa đều hạn sử dụng. Tiếp tục đó là một cái ân tín Nghe Mi Tân Chủng Môn. Mà khác tất cả anh em, phong xương tu ảnh một cấp, tâm nghe tờ tiếng một cấp, phổ độ chúng sinh một cấp. Thì sau khi lên Tân Chủng Môn thì cái này cũng là phần thưởng Tân Chủng Môn nè mọi. Và hạn sử dụng cũng là 20 ngày hơn nha nè. Đó, một skill 9x và khác tất cả anh em. Đó. Rồi, điểm sơ qua tiếp tục những món đồ tiếp theo. Đó là một gia truyền vô chân, thanh tâm, hướng thiện châu. Một gia truyền kháng lôi 30, mộng điệp một cấp, phòng thủ lý 18 và khác tất cả 17. Quá đẹp luôn nha nè mọi. Và nói chung những cái món này thì đều được kết bởi set định quốc như đây. 49 này, 25 này, 49 này, 66 và một đôi giày 40. Đó, nói chung là set định quốc này sẽ kết hoàn toàn những chuẩn bị 6 dòng hoàng kim môn phái như thế này nha mọi người. Không cần phải hở phái, chỉ cần mang vào là kết thôi. Tiếp tục là một cái nhẫn vô chân, Phật Quang Chỉ Hoàn. Một nhẫn khá đẹp đâu ơi. Đầu tiên ở nhẫn này thì có cho mình được dòng kháng lôi 30, tự hàng phổ độ 1 cấp và thời gian chóng 38, chuyển hóa 8 điểm. Đó, nhẫn một 6 dòng kết hoàn toàn luôn nha. Và tiếp tục là một cái nhẫn vô chân thứ hai, kháng lôi 35, tự hàng phổ độ 3 cấp và thời gian chóng 39, sinh lực nỗ lực, chuyển hóa 8. Cộng lại hai cái nhẫn này thì cao thủ này được cho mình hiệu ứng chóng có thể nói rằng là đạt được 80 chóng rồi nè mà. Kèm với thanh âm vạn sướng nữa thì anh này đang có cho mình khoảng tầm 110 chóng thì đạt móc 80 chóng rồi nè mà. Với hiệu ứng chóng như thế này thì Nghe Mi này thực sự là quá khỏe rồi nè mà. Đó, hiệu ứng chậm thì nhìn sơ qua thì ở hướng này thì chỉ có Nghe Mi này có 49 chậm, kèm với thanh âm nữa có thể đạt lên 80 chậm nha em ơi. Tương đối thì 80 chậm và 110 chó đạt móc nha em. Rồi, quá dữ luôn. Nói chung thì Nghe Mi này thực sự là một trong những Nghe Mi No 1 server, không có Nghe Mi nào đánh nổi luôn nè em ơi. Và với đẳng cấp 125 đẹp này đang có cho mình một hạng 87. Đó. Anh em ít hôm nữa Khải sẽ soi tiếp tục vào những cao thủ tiếp theo, cũng như là còn khoảng 2 cao thủ nữa mà. Chúng ta có 5 phái, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ thì tương đối là Khải soi ở đây là phái thứ 8 rồi. Thì chúng ta còn tương đối 2 phái nữa, nhớ không lầm là có thể là Thiên Nhẫn với Cái Bang, như là 2 phái đó Khải chưa sâu thì phải. Cái Bang với Thiên Nhẫn Hừa Hỏa Khải chưa sâu. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đưa lại cho cao thủ Hemmet, một trong những Mi No 1 server, mấy chủ S10 đại danh kỳ sử, một like cho sẻ hỗ trợ đâu mà. Một trong những số nô có thể nói là quá pin rồi mà. Nhờ vào ngọc bội này thực sự là không có Nghe Mi nào đối đầu với Nghe Mi này nổi luôn nè mọi. Anh em xem like đừng quên nữa làm like cho xem hội cho nó mọi. Vấn lượng kháng lôi thì
chúng ta nhìn sơ qua thì Khả thấy lượng phân lô dạng này cũng khá tương đối là được khoảng tầm chắc 75 cộng 1, 75 cộng 2 gì đó nè mà. Vì bọn xét định quốc thì nó không có kháng lô nhiều, nhưng mà hiệu ứng đam thì khá tốt. Nó nói vậy với tầm này trưởng võ đam công lô chắc đứng hình rồi mà, khó mà đánh lại. Tại vì với cái tốc độ đánh như thế này thì có thể nói là Nga My này đã đạt tốc độ 101. Nếu 101 kèm với kỹ năng này nọ thì Khả nghĩ chắc chưa lên nổi 126 đâu. Chưa lên nổi 126. Nếu có phi phong, mặt nạ, càng khôn thì Khả nghĩ sẽ 126 thì sẽ có thể được 126. Rồi, anh em theo dõi video đừng quên đó làm like, chia sẻ, ủng hộ cho nó mời. Và chúc anh em một ngày xem video dễ nha. Và chúng ta sẽ trở lại với buổi hoạt động ngày hôm nay. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ mạnh nha nó mời.